phân phối thiết bị công nghiệp Minh Motor xin kính gửi tới quý khách tư liệu kỹ thuật motor nhập khẩu công nghệ Úc. Sản phẩm mẫu sau là động cơ điện không đồng bộ điện áp 3 pha 380V, công suất 10 ngựa là 7,5 kW, tốc độ 2.900 vòng trên phút, hai cực điện. Mà vỡ sản phẩm là khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 132mm. Đường kính trục là 38mm. Motor 3 pha có chế độ đấu điện sao và tam giác. Với motor này, cường độ dòng điện đỉnh mức khi đấu sao là 8.6A. Khi đấu tam giác là 14.9A. Motor có chế độ làm mát toàn phần cả bên trong và bên ngoài. Cấp chịu nhiệt S, hệ số bảo vệ bùi nước IP55, cao cấp hơn các motor thông thường. Cấu tạo sản phẩm bằng tôn silic xanh cán nguội, tạo độ thẩm thấu từ cao, giúp sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Khi lắp đặt chế tạo máy, quý khách cần lưu ý khoảng cách giữa các tâm lỗ đế dọc trục là 140mm, khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 216mm. Với kinh nghiệm 32 năm trong ngành cơ điện Việt Nam, công ty Minh Motor luôn mang đến những sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao nhất. Mong được cùng hợp tác với quý khách để tiếp tục có những đóng góp lớn cho nền công nghiệp toàn quốc.